Hôm nay trời mới mưa xong và bắt đầu có nắng thì mình đang cho hai bé rồng Nam Mỹ ra phơi nắng. Rồng Nam Mỹ này mình đã thuần rồi cho nên nó rất là ngoan. Con này con Red Iguana thì nó chuẩn bị lột một lớp da nữa nên màu ban đầu nó sẫm đen, nó không có được đẹp. Ít hôm nữa nó lột xong nên nó lên màu đỏ nó đẹp. Đây là con hai bộ Iguana. Con này đang bị ít nấm nhưng đang chứa nó. Nó phải lột lớp da mới hết. Này cho ăn đầy đủ với phơi nắng cho nó cũng là rất nhanh lớn. Con Red này thì cực kỳ đẹp luôn, không có một lỗi gì hết. Đấy, mình đang thuần nó. Mình cái vuốt này là con nào mà khó lắm thì tầm 2 tuần là ok.